Thưa quý vị, ao Hải Hà và khu vực bãi ngang thuộc khu phố Hải Hà 1, Hải Hà 2 đến khu phố Hải Vân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền có một vị thế rất đẹp về địa hình. Thế nhưng thời gian qua khu vực này không được khai thác hiệu quả. Và điều đáng nói hơn là khu vực ao Hải Hà đã và đang phải gánh chịu sự ô nhiễm nặng nề. Ao Hải Hà hiện cũng bị xếp vào danh sách 4 khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chậm cải tạo trên địa bàn tỉnh. Nhằm cải thiện môi trường khu vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý hỗ trợ huyện Long Điền 30 tỷ đồng để thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải khu vực ao Hải Hà và khu vực cầu Trắng, thị trấn Long Hải. Ao Hải Hà và khu vực bãi bồi có tổng diện tích gần 18 hectare. Khi triều cường lên thì nước biển tràn vào tạo thành một vùng ngập nước. Khi thủy triều xuống thì tạo ra một bãi sình lầy chứa đầy rác thải. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực xung quanh ao Hải Hà hiện có khoảng 100 trại thu mua hải sản. Đây là những điểm thu mua có quy mô đầu tư nhỏ, tự xây dựng trên bãi bồi hoặc thuê lại của công đoàn thị trấn Long Hải trước đây. Các trại này thu mua hải sản sau đó phân loại và dùng nước biển để rửa. Một số trại còn tiến hành sơ chế tại chỗ trước khi vận chuyển đi tiêu thụ. Nguồn nước thải của những trại thu mua hải sản này trực tiếp thải xuống ao Hải Hà, tích tụ ngày càng nhiều, khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chất thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu mỡ của những ghe tàu đánh bắt hải sản của người dân Long Hải, Phước Hải được thải trực tiếp xuống ao đã làm tăng mức độ ô nhiễm của nguồn nước. Một nguyên nhân khác là do nước thải và rác thải sinh hoạt của chính người dân sống ngay tại khu vực bãi bồi đổ thẳng xuống ao. Hàng năm, các cơ quan ban ngành, trường học trên địa bàn huyện Long Điền, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường thường xuyên đến thu gom rác thải, nhưng chỉ làm sạch được lớp mặt. Khu vực này vẫn là điểm nóng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cần có giải pháp xử lý căn cơ. Lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ huyện Long Điền 30 tỷ đồng nhằm mục đích giúp huyện có đủ nguồn lực để thu gom và xử lý nước thải triệt để khu vực này, qua đó giải quyết dứt điểm nóng môi trường tại đây.